Này con gì đấy? Cái này là cái gì? Trứng khủng long à? Vậy Suka mở trứng khủng long cho bố xem này. Mở đi. Mở. Bỏ xuống. Bỏ xuống bàn đây mở. Bỏ xuống bàn đây. Mở làm sao? Rồi đúng rồi. Mở ra bố xem nào. Nào Suka bỏ xuống bàn mở bố xem. Wow. Suka xem bên trong có gì nào. Wow. Nhiều quá. Có con gì đây? Có con gì? Con này là con gì? Con cá. Con vịt. Con cá. Ờ rồi con này con gì đây? Con cá. Đúng rồi, con này con gì đây? Con cá. Con này con gì đây? Con chùa. Con gì? Con cá. Con này là con gì? Con cá. Con cua. Con cua. Con này là con gì? Con cua. Con gì? Con cua. Con cua là con này. Con này là con gì? Con này là con vịt. Đúng không? Đúng chưa? Con này là con gì? Bỏ ra cho bố nào. Con này là con gì? Con gì đây? Hả? Đó, con này là con gì? Con cua. Con này là con vịt. Con này là con cá. Con cua. Con cua có hai cái càng nè. Rùa nó có hai cái đầu. Làm gì có rùa hai cái đầu? Con này là... Nè. Đó, vịt nè. Wow. Rồi, nào Suka bỏ lên đây học bài bố xem nào. Sao bài đi sao bà? Nào, từ từ đã, để bố dở ra nào, để bố dở ra bố hỏi. Này. Cái này là cái gì đây? Kéo. Rồi, cái này là cái gì? Cái bốn. Cái này là cái gì? Cái gì số đất. Ờ, cái này là cái gì? Cái kè. Cái này là cái gì? Cái phao. Cái phao. Cái phao. Cái này là cái gì? Đồ lấy à. Khoan hô, giỏi quá. Cái này là cái gì? Cái khăn mình để lau. Đúng rồi, cái khăn để lau gì? Để lau bật. Đúng rồi, cái này là cái gì? Cái áo. Cái này là cái gì? Cái đổ. Cái mũ, đúng rồi. Cái đổ. Cái này là cái gì? Cái đà. Cái bàn tính. Cái này là cái gì? Cái đây cái gì đây? Cái gì đây? Cái nôi đâu là nó với chỉ chứ nó đã học cho cái xe lôi. Đúng rồi. Cái xe lôi đi. À đúng rồi, cái xe lôi đi. Đúng rồi, giỏi quá.